xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Phước Sửu và Vy đang có mặt tại một dự án khá đẹp. Một trong những cái cảnh quan là gọi là mới nổi lên tại nhà bè Phong Vy. Dạ đúng rồi ạ. Vy có đang thắc mắc là tại sao mình đứng cùng dưới này và những cái công trình dang dở bên kia là cái gì hay không? Dạ em cũng muốn hỏi là cái cầu này đó hiện tại là mình đang kết nối từ bên đường bên đó là đường gì anh Sửu ha? Đúng rồi, như tay của Phước Sửu đây là một cây cầu gọi là cây cầu Cống Vinh. Thì cây cầu này được chủ đầu tư ZENC làm mới hoàn toàn, nâng cấp toàn bộ và con đường Phạm Hữu Lầu nối từ Nguyễn Hữu Thọ sang tới Lê Văn Lương. Thì dọc theo cái tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ này thì hiện tại là cũng đang được mở rộng tất cả các đoạn rồi. Còn đoạn này thì chủ đầu tư sẽ làm lên đến 60 mét luôn, chiều ngang 60 mét và thành nhiều làn đường. Và trong đó như mọi người nhìn thấy là đã có một cây cầu đã đưa vào hoạt động rồi đó Vy. Dạ đúng rồi, cây cầu đối diện bên kia là chủ đầu tư đã làm xong rồi. Cây cầu bên này là bây giờ là đang ra và xây mới một cây cầu Cống Vinh thứ hai, hai cây cầu thể song song đi với nhau luôn. Thì làm như vậy để mở rộng đường Phạm Hữu Lầu và đưa cái đường Phạm Hữu Lầu là một con đường kết nối trung tâm đi dọc giữa dự án luôn. Là tức là sẽ kết nối phân khu 1 với phân khu 2 bên đó hả? Chính xác, đây là cái phân khu 1 là phân khu River Country One. Yeah. Yeah. Và phân khu thứ hai là phân khu Zaire County. Thì như mọi người nhìn thấy qua cái phân khu bên kia là phân khu Zaire County thì sẽ có tổ hợp khoảng là hơn 350 căn biệt thự và những căn dinh thự bên sông nữa. Và đồng thời bên đó thì không có shop house nữa nha, chỉ có shop house dưới đế thôi, khối đế thôi. Và một điều đặc biệt nữa thì bên đó đã chủ đầu tư đã ký kết với một cái trường học quốc tế rồi. Của Mỹ luôn nha. Quốc tế gọi là trường quốc tế Chadwick. Sau này ví dụ như Vy là sở hữu những cái sản phẩm tại dự án này á, thì Vy có thể cho con học từ cấp 1 đến cấp 3 tại đây luôn. Và một cái môi trường nữa rất là đặc biệt đó là di chuyển từ đây xuống khoảng 3 đến 5 cây số, khoảng hơn 3 cây số thôi thì mình bắt gặp một cái trường quốc tế Mỹ AIS. Đúng, chính xác. Thì trường này gọi là học tại Việt Nam có bằng quốc tế luôn quý vị. Ngoài ra thì trong cái cụm khu dân cư Saiga nhà bè này thì chủ đầu tư còn thiết kế nhiều cảnh quan rất là đẹp và rất là nhiều trường học lớn nhỏ trong này. Nên là đảm bảo cho cái khu dân cư này có một cái hệ thống trường học đa dạng cho quý chị ở đây có thể lựa chọn. Tại vì theo em được biết thì Saiga thì sẽ có 3 phân khu ha. Phân khu tất cả ba phân khu đều có căn hộ, đều có biệt thự, đều có shop house. Tuy nhiên chủ đầu tư vẫn tập trung tạo ra một cái phân khu chỉ toàn về tập trung vào giáo dục, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 và trường đại học luôn, đúng không anh? Rồi đúng là cái đó là phân khu về gọi là về giáo dục. Còn ngoài ra có một cái phân khu gọi là về gọi là Vy có thích ăn chơi không? Thích mua sắm không? Dạ chắc ai cũng thích. Thích casino không? Trong văn phòng hay là này nọ mọi thứ thì casino thì mình không dám chắc, nhưng mà khi một cái tổ hợp giải trí nó sẽ hình thành ngay tại phân khu này luôn. Thì tới đây thì Vy sẽ lạc vào một cái xứ sở giống như xứ sở kim chi Hàn Quốc luôn. Không cần đi Hàn Quốc mình cũng có thể là lạc vào một cái xứ sở khá đẹp của chủ đầu tư AZS đã triển khai tại nhà bè này với cái dự án Zai Ghét nhà bè. Là phân khu 3 đúng không anh? Đúng rồi, phân khu thứ 3. Thì trong này á, thì tổng 350 hecta và tổng quy mô của dự án nó trải dài dọc theo con đường Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Văn Linh. Mức độ kết nối cực kỳ tuyệt vời. Khi mà cái tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ này á, thì kết nối đến những cái cảng Hiệp Phước và cổng Long An. Là một trong những cái cảng gọi là cảng nước sâu của Long An luôn quý vị. Thì làm cho cái khu này trở nên là một cái trung tâm, tỏi trung tâm để kết nối tất cả những khu đô thị khác. Và đặc biệt ở đây thì hệ thống sông ngòi chặt chịch nè. Nên nó là mình có thể là phát triển về là đô thị và có thể phát triển về du lịch, về đường thủy nữa. Rồi, quý anh chị cần thêm thông tin hoặc cái là quý anh chị dự kiến tìm trường cho con và tìm một nơi phù hợp nhất cho con mình khi mà mình lựa chọn nơi ở, nhưng mà tất cả những cái tiện ích về giáo dục, về trường học, về tất cả mọi thứ, về nghỉ ngơi giải trí thì chỉ có dự án Saiga nhà bè. Để có nhiều thông tin hơn nữa, quý anh chị nhớ inbox cho Phước Sửu nhé và Vy, thì số lại bên dưới. Chúng mình sẽ cập nhật nhiều thông tin đầy đủ về dự án cho quý anh chị để quý anh chị tìm hiểu và mua dự án này nhé. Xin chào.